Radio Chuyện của Quỳnh số 45, Tản mạn, Nguyên lý niềng răng và một bài tập thực hành về nhẫn ba la mật. Phải 2 năm rồi mới mở lại được một lớp 4 offline thứ hai. Sau lớp 4 offline đầu tiên, cũng là bản sơ khởi của lớp cấp độ 4 được mở ra ngày ấy sau Tết năm 2021. Ngày ấy, các anh chị và các em lớp 4 offline đầu tiên ấy đã vượt mọi đường xá xa xôi. Có người đã phải lái xe ròng rã từ ngoài Bắc vào bởi vì thời điểm đó đường bay bị ngưng trệ do dịch. Thật là biết ơn lớp 4 sơ khởi ấy, bởi vì từ bản đầu tiên này, từng bước của lớp 4 đã được phát triển và hoàn thiện, để rồi sau đó đã có thêm đến 9 lớp 4 online được thành hình, đưa hơn 500 con người đến chỗ nhìn thấu rõ biểu đồ con người tâm linh ẩn sâu bên trong họ thế nào, để rồi từ đó mà vững lòng đi tiếp, mà mạnh mẽ hơn trên con đường dài đi tới, dẫu có chông gai vẫn chẳng sờn lòng. Là một cấp độ quan trọng, nhân số học với sứ mệnh cuộc đời. Ở cấp độ này, đã thôi không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp làm sao cho cuộc đời bất bế tắc, rối rắm, đau khổ. Cấp độ 4 thực sự đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về những gì mỗi người đã trải qua, đang đối diện và sẽ cần làm gì để tối ưu hóa cuộc đời này của mình cho hữu ích nhất cho mình và cho người. 3 ngày gắn bó với các bạn lớp 4 offline thứ hai này, không ít lần mình nghe lòng mình rưng rưng. Kết hợp với lớp 4 online thứ 7 vừa mới khép lại và rất nhiều những câu chuyện chia sẻ ấn tượng và sống động, mình sâu sắc cảm nhận được rằng với thời gian, những thế hệ học viên lớp 4 càng về sau này càng chắc, càng đều hơn trên con đường tu tập và cuộc sống họ cũng đã có được những bước chuyển biến rõ nét hơn ngay ở cấp độ này. Điều này càng làm cho chúng mình tin tưởng rằng sự miên mật thực hành các phương pháp giữ năng lượng ổn định và tu tập chính là những chiếc chìa khóa then chốt đưa con người ta từng bước xoay chuyển bản thân. Và cũng thật lòng, vô cùng biết ơn các bạn học viên của các lớp cấp độ chẵn như thế này. Chính những chia sẻ rút ruột dứt gan ra của các anh chị và các bạn đã ngược lại trở thành những nghiên cứu lâm sàng vô cùng đa dạng, phong phú và đa màu sắc, được cập nhật liên tục cho chúng mình càng ngày càng vỡ ra được nhiều hơn những khám phá quan trọng ẩn sâu dưới những con số, những đồ hình, những vị trí của những con số và cả sự kết hợp của nhóm những con số, vân vân. Để rồi cứ có thêm những dữ liệu quý giá từ những lớp cấp độ cao này về sau, tụi mình lại lấy ra đem bổ sung tiếp xuống cho những lớp lý thuyết căn bản ở bên dưới. Con đường cứ như thế mà dài ra, mà được tiếp nối như không có cùng tận. Và nó cũng chính là nguồn năng lượng quý báu để chúng mình luôn có được cảm giác hứng khởi bước vào từng lớp học mới, từng khóa học mới, mặc cho những ngày làm việc ấy có dài và mệt nhọc phần thân vật lý đến mức nào. Tụi mình hiểu rõ, đây chính là một dạng phước báu thiêng liêng mà chúng mình được nhận, cũng từ sự hết lòng mà chúng mình nghiêm túc dành cống hiến vào cho mỗi khóa học. Cứ nghe một bạn học viên kể lại những biến chuyển đẹp đẽ trong cuộc đời họ, dẫu là những nét nho nhỏ có chút xíu thôi, cũng thấy lòng cảm động và ấm áp vô bờ. Cũng như theo dõi từng học viên, từ hành trình đầy băn khoăn, bế tắc, nhiều khi còn đẫm nước mắt của lớp cấp độ 2, cho đến gương mặt nhẹ nhàng thanh thản, thậm chí đôi mắt sáng trong và an nhiên tự tại của lớp cấp độ 4, đứa nào ở trong team tụi mình cũng thấy lòng nở bông nở hoa, như thể chính mình đạt được trạng thái hạnh phúc ấy. Mừng lắm, thương lắm, khi thêm một lần hiểu nguyên lý trong bạn có mình, trong mình có bạn, trong ta có nhau, đã một lần rồi thêm một lần được thể hiện một cách giản dị mà ấm áp như vậy. Thương lắm. Cũng men theo lớp 4 offline thứ hai này cùng với lớp online thứ 7 vừa khép lại tuần trước mới cảm nhận rõ cái sự khác biệt của những nỗ lực cố gắng khác nhau ở mỗi con người khác nhau. Và cứ trong một lớp 4 sẽ luôn có khoảng 80-90% những con người dốc đến 100%, 200% đến 300% nỗ lực vượt bậc để quyết tâm xoay chuyển cuộc sống của họ
và ở cấp độ này, họ đã đang vững đà để xoay chuyển mạnh mẽ. Tuy vậy, vẫn luôn còn lại vài bạn vẫn còn đang khá là ì ạch, lưng khừng, chưa thể tự đẩy mình đi cho rõ nét. Điều này nói thật lòng, chưa cần họ phát biểu, chia sẻ hay báo cáo gì, chỉ nhìn gương mặt họ, thần thái và biểu cảm của họ và cái cách của họ diễn đạt là đã truy ngược lại là họ đã có chăm chỉ miên mật hết lòng thực hành tu tập hay không. Và ở cấp độ này, với những trường hợp này, mình đã phải hết sức nghiêm khắc. Nghiêm khắc vốn là thứ chẳng ai muốn thực hiện với người khác và chắc chắn cũng chẳng ai muốn đón nhận từ người khác. Tuy vậy, như nguyên lý niềng răng vậy, hàm răng vốn đang lộn xộn, muốn đẹp vẫn cần phải có những sự siết vào nhất định. Lớp cấp độ 4 vốn đã là một chặng hành trình đủ dài để quan sát một con người tự giác niềng mình, và nếu tới đó mà họ vẫn chưa thể nào có kỷ luật hay cảm hứng đủ để đẩy mình đi cho rốt ráo, chắc chắn vẫn phải cần có một người đủ mạnh mẽ ra tay. Mình đã thực sự phải ra tay với một số trường hợp của lớp 4 offline lần này. Nhất là đáng ngạc nhiên nhất khi đại đa số những trường hợp phải chịu sự răn đe nghiêm khắc ấy lại chính là những bạn vốn có những chỉ số ngon lành nhất, lẽ ra phải nở hoa rực rỡ hơn cả. Mình kể cho các bạn nghe câu chuyện về hai cây thiết mộc lan nhà mình trồng, cũng cùng một chế độ nắng gió và chăm sóc như nhau. Nhưng một cây sớm đã lở loét sinh bệnh, một cây lại trổ chồi xanh Như vậy cũng thấy, đừng nói tới con người, ngay cả hai khúc gỗ cắt từ cùng một cành cây còn có những sinh mệnh riêng, có những dạng phước và nghiệp riêng. Tuy vậy, cái đáng nói là cái khúc cây bị lở loét sau khi sinh bệnh coi như là một cái cây ít phước nhiều nghiệp đi. Sau khi được tụi mình hết lòng cứu chữa, nó lại gắng gượng hồi phục và mọc mầm trở lại. Còn cái khúc cây ban đầu trổ nụ xanh sau một thời gian tụi mình cho xuống hông nhà và không để ý tới chăm bón đặc biệt như trước, thì tới chừng nhớ ra chạy xuống thăm. Hỡi ơi, nó đã chết khô từ hồi nào không biết. Vậy, khái niệm phước với nghiệp vốn cũng thực sự là cái thứ vô thường, hiểu theo nghĩa là nó biến thiên không ngừng tùy theo nỗ lực của mỗi chúng sinh trong từng khoảnh khắc. Và cũng chính vì vậy, rất nhiều những bạn đã có những chỉ số chỉ sự thuận lợi to lớn, thậm chí là những con số rất mạnh mẽ về trí óc hay tâm linh, dẫn đến ngay cả bạn không biết, bạn vẫn có thể có được một số thứ thuận lợi sẵn về mặt thông minh hay trực giác tốt, dẫn đến bạn ỷ lại, bạn lười biếng, không chịu tiếp tục đẩy mình về phía trước. Một ngày nào đó, phước có sẵn trong bạn đã cạn, thì liệu lúc đó bạn có còn đủ lực để tự đẩy mình hay không? Cuối buổi học, một bạn học viên có hỏi mình là trong hành trình bước qua những lớp dạy như thế này, khó thể tránh khỏi mình phải nhận lãnh những năng lượng xấu từ sự tức giận vì đã nhìn ra những điều quan trọng mà nói học viên họ lại không chịu nghe theo, rồi mình đã có cách thức nào để hóa giải điều này? Câu hỏi làm mình nhớ lại, cách đây 2 năm, ở lớp 4 offline đầu tiên đó, mình cũng đã không tránh khỏi việc rầy khá nghiêm khắc một chị học viên có biểu đồ khá là đặc biệt, mang nhiều con số, mang tín hiệu bài thi nhọc nhằn từ vũ trụ. Mà quả thật, cuộc đời chị trước đó đã dập dồn nhiều nỗi cay đắng khổ đau bất thường khó thể lý giải. Mà ở thời điểm đó, có lẽ do chứng duyên còn dày sâu, chị ấy vẫn chưa thể tu tập hay sám hối miên mật để chuyển mệnh, mà vẫn tin vào cái thuyết là làm người lương thiện, tốt bụng hay bố thí giúp người là đủ rồi. Hồi đó, mọi cái còn mới mẻ quá, còn để cảm xúc cá nhân đậm sâu vào trong cuộc đời của học viên. Mình rầy chị xong, vừa buồn vừa khó chịu ở trong lòng, kéo dài nhiều tháng liền. Vậy mà thấy thương, không biết nhờ cú rầy nghiêm khắc đó hay sao, mà sau đó chị ấy đã dốc lòng tu tập, càng về sau càng có thêm nhiều biến chuyển lớn trong nhận thức cũng như trong cuộc sống. Chị cũng đã gắn bó với nhiều hoạt động của tụi mình sau này như một đối tác cung cấp dịch vụ có tâm, cũng là một người luôn ủng hộ các kế hoạch của nhà Mê Quy tụi mình. Những trường hợp mà mình đã làm căng ở lớp 4 offline lần thứ hai này, mình ngó lại thấy thời gian đã làm cho con người mình sắc lại thêm nhiều. Giờ đây, mình đã có thể dùng cái nghiêm khắc cần thiết mà siết những bạn cần siết, ở những chỗ cần siết là xong, là bình tĩnh để họ qua một bên.
những gì mình cần làm đã làm trọn vẹn và hết lòng. Còn lại còn là sự nỗ lực tiếp theo của các bạn ấy để xem giữa chúng mình và các bạn có còn duyên nữa hay không. Lớp cấp độ 5 trở lên có thêm một đề mục để duyệt là các bạn nào muốn học tiếp phải có phần kể lại hành trình tu tập của chính mình. Những ai đã qua 4 cấp độ mà vẫn chưa thể để mình về tu tập cho đàng hoàng, coi như duyên tới đó cũng cạn. Nhưng mà tự nhiên mình nhớ lại sự tích cực thuần hậu và sáng tươi bây giờ của người chị mà mình từng làm căn hồi lớp 4 offline đầu tiên đó. Và tự nghĩ nếu ngày đó, nếu mình đã không quyết liệt làm căn với chị ấy, thì liệu chị có được một phiên bản tươi và tích cực ổn định như bây giờ không? Tự nhiên cũng tin là với các bạn đã được mình làm căn mới ngày hôm qua tại lớp 4 offline thứ hai này cũng vậy. Rồi đây, nếu đủ duyên, sẽ lại có ngày các bạn và mình được gặp lại nhau và tụi mình cũng sẽ lại cười nhớ lại cái ngày này, cái ngày niềng răng hơi ê ẩm này. Nhưng mà nó rất cần thiết và xứng đáng, phải không nè? Cũng trong ngày hôm qua, gần khép lại 3 ngày học gần như trọn vẹn, tụi mình đã khá bất ngờ với hoạt động cuối cùng. Lẽ ra là một thời thiền tĩnh lặng cùng nhau tại một ngôi chùa khá là thanh tĩnh ở ngoại ô Nha Trang đã lại bị hủy, thật không dùng lý lẽ gì mà giải thích được. Khi trước đó tụi mình đã xin phép và đã được vị phụ trách chùa hoan hỷ nhận lời. Đến tối hôm trước còn nhắn tin nhắc lại lịch. Sáng của ngày diễn ra hoạt động, tụi mình cũng đã nhắn lại lần nữa để nhắc lời xin phép. Cả đoàn gần 50 con người vượt đường xá xa xôi đi đến tận cổng chùa thì bị dừng lại tại đó với lý do là thầy ấy ngỡ là tụi mình xin tới buổi sáng chứ giờ này cận với lịch tu tập của quý thầy nên vào không tiện. Thôi quý vị cảm phiền ra về đi. Trong giây phút quyết định đó, tự nhiên mình thấy mình đang quan sát mình thật rõ và cảm nhận được sự bình tĩnh lạ lùng vẫn điềm nhiên an trú trong bản thân mình. Liệu đây có được xem là một bước tiến bộ trên con đường tu tâm của mình không? Bởi vì nếu mà là mình bản năng của trước đây, một sự việc vô lý như vậy, mà nhất là đứng về phía tụi mình, thấy rõ là tụi mình không sai nha, chắc là mình đã nhảy dựng lên rồi, quyết tâm căng dây kẻ chỉ, làm cho ra lẽ, rồi sau đó có ra sao thì ra. Còn lần này á, mình nói với em đại diện ekip của mình vẫn đang cố gắng thuyết phục qua điện thoại vị phụ trách chùa mà hôm trước em ấy đã xin phép được. Mình nói rằng thôi, mọi cái đều là duyên. Nếu việc đã xảy ra vô lý đến thế này mà nó vẫn diễn ra được, nghĩa là đằng sau nó ắt phải có một cái gì đó rất có lý mà mình không thể hiểu được mà thôi. Có duyên thì tận trời xa xôi như ngôi đền Mahamaya Devi ở tận xứ Nepal mà tụi mình rốt cục còn được lọt vào ngồi đọc kinh lại sám hối cả buổi. Còn bằng không có duyên thì có đứng trước cổng cũng sẽ không vào được. Và tụi mình đã nhẹ nhàng quay trở ra xe đi về lại thành phố. Nhớ lại mới vừa hôm trước thôi, dưới bài viết tản mạn mình chia sẻ về chuyện nhân số học rốt cục là để thành công hay là để thành nhân, đã có một chị bạn đọc trên trang gõ một cái comment khá là dài. Chị nói với thời gian, giờ đây thấy mình đã ôn hòa đi rất nhiều rồi. Chứ vài chục năm về trước, hồi mình còn là một cô MC rất dày show dẫn event, một lần chị ấy thấy mình chỉ vì bất đồng quan điểm với một bạn ở trong ban tổ chức của event nào đó mà mình cự người ta tưng bừng hoa lá luôn. Ta nói đọc vô cái comment đó, thiệt là hơi tức cười mà vừa thấy thương luôn á. Mình đó, mình của một thời tuổi trẻ đầy bản năng bộc trực và nóng nảy, mà sau này nhờ biết tới nhân số học thì mới biết là cái tánh đó là do đến tận 3 con số 5 cộng với 3 con số 8 lộng lạc ngữ ở trong cái biểu đồ tổng hợp sau khi đã điền họ tên đầy đủ đó. Nó làm cho phần nội tâm của mình nó bị đầy ắp, mà thời điểm đó nào đã biết tu tâm là cái gì để học nhẫn nhịn, học nhu nhuyễn, ai trái quan điểm của mình là mình phan cho tới bến luôn. Rồi cái bắt nhớ qua một câu đúc kết rất là ngắn gọn mà mình vô cùng tâm đắc, học được từ Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Thầy nói tu là để hiền đi và để khôn ra.
Vậy, rõ ràng, cùng với những lớp học dài dài được tiếp nối và mở ra, tiếp duyên cho hàng ngàn các bạn học viên qua các cấp độ, thì chính bản thân mình là người đứng lớp cũng đã và đang học và hành mỗi ngày. Chỉ cho các bạn tu tâm dưỡng tánh, thì bản thân mình cũng đang phải thực hành dưỡng tánh tu tâm từng ngày hàng giờ. Và những tưởng thưởng vô giá, nó lại đến với mình trong những giờ phút khá là bất ngờ, như cái đoạn kết thúc lớp học ngoài ý muốn, ngoài cánh cổng chùa đóng kín ngày hôm qua. Một kết thúc tưởng chừng như không có hậu chút nào, ngẫm lại thấy nó quá trời là đáng quý, vì nó cho bản thân mình thấy rằng trong những điều kiện chọc giận như vậy, mình và tất cả các bạn học viên khác vẫn giữ được lòng nhẹ nhàng. Nó hẳn đã giúp chúng mình thêm một lần nữa hành chữ nhẫn ba la mật. Nhẫn nhịn mà ở trong lòng không cảm thấy uất ức hay đè nén gì, là mình đang học và hành theo hạnh nhẫn ba la mật mà chư Phật, chư Bồ Tát dạy, rồi còn gì nữa. Ừ, tu tập không phải là cái gì quá xa vời. Nó chính là cái để ta ý thức quan sát bản thân mình trong mọi lúc, mọi nơi và mọi khả năng có thể. Để rồi ở đó, mỗi ngày ta tém tém lại tốt hơn những cái nết sống bản năng của mỗi chúng ta, để cho mỗi ngày bớt đi những cơn tức giận và sân si lúc nào cũng chực chờ khởi lên ở trong lòng từ biết bao nhiêu là cái tác động xấu đẹp từ bên ngoài. Đó đã là một biểu hiện nhỏ mà đẹp đẽ của cái sự tu rồi. Lớp học vừa rồi, chứng duyên vẫn tiếp tục mọc lên đối với không ít những thành viên đang miên mật trên con đường tu tập. Cùng nhau, chúng mình đã hứa sẽ luôn cố gắng ý thức, dùng hiểu và thương để hóa giải. Và trên con đường được học và hành hiểu và thương đó, chắc chắn không thể thiếu được những bài tập thực hành nhẫn ba la mật. Gửi niệm lành cho tất cả những bạn học lớp cấp độ 4 đã đi qua trong hành trình dài của nhà Mê Quy tụi mình thời gian qua, và cả những người bạn dù chưa đủ duyên để thực sự ngồi trong các lớp học chính thức của nhà Mê Quy, chúng ta vẫn thấm duyên nhau mỗi ngày qua những bài viết và những chia sẻ trên trang và trên kênh của chúng mình. Thương lắm! Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.